Nani? Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhá. Mình là Trường Thắng Diệu đây. Hôm nay thì ở ngoài trời thì đang rất chi là mưa. Thì mình đang ở trong quán thì mình sẽ hướng dẫn và chỉ anh em cách lên một con diều liền bằng lan carbon fiber 85 cm. Anh em ạ, là ngọn cần câu ấy. Đấy anh em ạ, đây là cái lan carbon fiber 85 cm. Ở cái ngọn cần câu thì là cái này thì là nó rất chi là dẻo anh em nhá. Dẻo lắm, dẻo quặt luôn này. Đấy, thì là một con diều mini bằng cái lan carbon fiber này thì là rất chi là đẹp và nhẹ gió. Bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn và chi tiết cho anh em làm. Đấy, cái lan carbon fiber này thì anh em đã biết là phải cần 4 cái này mình làm được diều đúng không? Hai cánh hai bên mình độ vai vào thành diều liền đấy. Hai cái đầu ngọn là của cái loại fit, cái loại thủy tinh này, cái đầu bỏ anh em làm thủy tinh này. Một cái lan carbon dài 1m1 làm cán nhá. Đẹp chưa? Bây giờ thì mình sẽ đi nhặt. Sẽ đi nhặt 4 cái lan này đi. Sẽ đi nhặt 4 cái lan này bằng nhau anh ạ. Đấy, đã nhặt được 4 cái lan này bằng nhau nhá. Xong mình sẽ đi độ vai cho bọn này. Độ vai bọn này thì anh em đã biết là phải dùng cái loại thủy tinh này. Cái bột thủy tinh này thì rất chi là ngứa anh em nhé, anh em anh em cưa anh em nào anh em phải cẩn thận. Cái bột này ngứa, cái bột này ngứa kinh khủng luôn. Độ vai vào luôn nhá. Mình sẽ làm một con 1m8 đi. 1m6 thôi. 1m7. Là cái này rất chi đẹp anh ạ, mà dễ lên lắm, cái này nó nhẹ gió mà. Nhẹ gió kinh khủng luôn. Thì đấy anh em ạ, bây giờ mình đã làm vai cho hai cái lan khung diều này rồi.
Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em độ để cho cái đầu này nó, để cho cái đầu này nó không bị vỡ nhá, sẽ không bị vỡ và bị toác. Thì anh em mình cuốn chỉ từ đây, khoảng cách vào trong 1 phân đến 2 phân nhá. Đấy, xong mình cuốn từ đây sang đây. Đấy, cuốn đoạn hai này thôi. Anh em nào có thời gian anh em cuốn cả đây thì cho đẹp cũng được nhá. Bây giờ mình sẽ đi cuốn từ đây ra đây này. Cuốn cái này thì để cho nó không bị vỡ lan anh em ạ. Keo dính quá. Đẹp vào đến nơi rồi anh ạ. Đều như chia. Cân giữa luôn nhá. À, đấy. Thì cái bên này anh em cũng làm tương tự. Ok nhá. Anh em ạ, nếu mà để cho đẹp thì mình đã chuẩn bị hai cái màu ống co nhiệt. Hơ lửa vào nó sẽ sun vào thôi. Đấy. Mình sẽ nút tới đây để mình hơ để cho nó vào đoạn này để nó đẹp đi. Làm để nó phải đẹp và chất anh em ạ. Đã xong anh em nhá. Bây giờ anh em chỉ việc chia giữa vào vào diều như bình thường thôi. Nhưng mà vào diều này mình sẽ nhân bụng 30 anh em. Con này mình sẽ nhân bụng 30 cho nó form đẹp. Mình sẽ lấy lan 1m1 làm cán anh em nhá. À quên mất, vừa lấy không báo giá cho anh em cái lan này nhá. Anh em nào mà muốn biết giá của cái lan này, mình ở cái lan này 1m1 hoặc là những cái lan như kia, thì liên hệ Zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình nhá. Mình sẽ bảo các bạn mua cái lan này rất rẻ luôn và làm diều quá đẹp luôn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào diều con này. Đầu tiên anh em chia giữa ra đúng không? Như cái video hướng dẫn mình đã hướng dẫn anh em đây. Chia giữa ra xem con này dài bao nhiêu nào. Một mét 73, một mét 35, một mét 35. À đâu? Một mét 73 chia đôi nhỉ? 85 này, 85 mấy cả 1 phân rưỡi. 86,5. Phần rưỡi anh em nhá.
con này đang lan là 1m73 thì anh em nhân với 3 thì nó ra khoảng độ tầm 50-51 đấy. 51 là 52 đấy. Thì mình sẽ cho bụng 51 anh em nhá. Nhiều anh em hỏi bảo là không biết chia bụng kiểu gì thì anh em cứ đo từ đầu cánh bên này sang đầu cánh bên này, xong em ạ. Xong anh em là nếu mà muốn dáng song vân nhân 29 hoặc nhân 30, dáng chính Mỹ Hải Phòng kính môn ấy thì là nhân 28. Còn đâu dáng của đại trà thì bụng nhân với 29, đuôi nhân với 28. Khoảng cách nó, nếu đại trà thì có nhiều công thức đó. Như đại trà mình mới biết anh em ạ. Con này là bụng 51 anh em nhá. Đây anh em ạ, đấy, từ đầu nó như này, bây giờ mình sẽ làm vào được con diều đẹp như thế này rồi. Carbon anh em nhá, ok chưa? Đẹp từng milimét luôn, đều như cắt, như chia. Đấy. Đấy, thế này, vừa rồi mình đã lên một cái con carbon bằng cái sợi carbon 85cm này anh em nhá, nhìn đẹp chưa? Đấy. Thì là chắc là clip mình sẽ dừng tại đây thôi. Giờ mình sẽ đi giá con này để chiều test làm video cho anh em luôn nhờ. Anh em mua cái này thì nhớ liên hệ với mình nhá. Rồi.
đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Xin chào anh em.